số bát của Việt Nam ngày hôm nay có đến 5 cầu thủ thuận chân trái. Đây có lẽ là tỷ lệ thuận chân trái cao nhất từ trước đến nay ở các cầu thủ đội tuyển của Việt Nam. Trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay là ông Ali Al Abba, trọng tài người Qatar, đội xuất phát của Indonesia. Trong cầu môn là số 22 thủ môn Satria Tama. Indonesia chưa ghi bàn ở giải đấu lần này. Họ đã có ngày ra quân tồi tệ để thua Thái Lan với tỷ số 0-4. Việt Nam đến lúc này đã có 6 vị trí ghi bàn. Đây là các cầu thủ của ông Indra Syafri, người đã từng là một tiền vệ của câu lạc bộ Padang, đội bóng nổi tiếng của Indonesia. Sáu cầu thủ đã ghi bàn cho Việt Nam gồm có Huỳnh Tấn Sinh, Triều Việt Hưng, Đinh Thanh Bình, Nguyễn Thành Trung, Hà Đức Chinh và Nguyễn Quang Hải. Với Indonesia thì vào giờ chót, cầu thủ trưởng thành tại AS Amsterdam Hà Lan, Edan Walian đã không thể dự vòng loại bởi vì anh đã từng chơi cho U17 Hà Lan. Cầu thủ Việt Nam ngày hôm nay ra sân với trang phục màu trắng. Chỉ có một thay đổi ở đường xuất phát. Quang Hải đá chính thay cho Đinh Thanh Bình. Thanh Bình và Quang Hải đều đã ghi bàn ở trận đấu gặp Brunei. Hiện nay Park Seo có đến 11 người trợ lý, con số kỷ lục của đội Việt Nam. Các trợ lý của trọng tài người Qatar Ali Al Abba gồm có các ông Chidi Mekop và Tanizanov. Họ đều là những người kiếp kín chiếc sàn. Trọng tài thứ tư là ông Kasimov của Uzbekistan. Giám sát trận đấu này là ông Ahmed Sahir người Maldives. Giám sát trọng tài là ông Keith Jeter của Australia. Cao thủ dự bị của ông Park Seo. Với gì mà U20 Việt Nam chứng tỏ ở trận đấu gặp Brunei, chúng ta có thể nói là yên tâm. Một số vị trí mới chúng ta chưa hiểu rõ lắm cũng đã thi đấu rất ấn tượng ở ngày ra quân. Những cuộc đấu sức của các lứa trẻ Indonesia và Việt Nam trong nhiều năm qua luôn diễn ra có thể nói là căng thẳng, quyết liệt. Trước khi bước vào trận đấu trong phần bình luận, tôi đã nhớ tới trận chung kết ở lứa U19 Đông Nam Á. Thời điểm mà Công Thượng Xuân Trường mới lên đại diện cho lứa trẻ của Việt Nam tham dự giải đấu ở khu vực, chúng ta đã tạo ra được những bất ngờ, những yếu tố có thể nói là thú vị về một phong cách chơi mềm mại, kỹ thuật, nhưng đối chọi lại là một lối chơi có thể nói là quyết liệt, thậm chí là thô bạo của cầu thủ Indonesia, làm ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu đó. Ở hiệp 1 của trận đấu, cầu thủ Việt Nam bảo vệ cầu môn bên trái thành nhỏ quá. Huấn luyện viên trưởng của Indonesia, ông Indra Syafri, năm nay 56 tuổi, ít hơn Park Seo 4 tuổi. Hiệp 1 trận đấu giữa hai đội U20 Việt Nam và U20 Indonesia đã bắt đầu. Chúng tôi xin giới thiệu đội xuất phát của hai đội. Đội Việt Nam, số 1 Bùi Tiến Dũng, số 2 Đỗ Thành Thịnh, số 3 Huỳnh Tấn Sinh, số 4 Hồ Tấn Tài, số 5 Đoàn Văn Hậu, số 7 Triệu Việt Hưng, số 10 Trương Văn Thái Quý, số 14 Nguyễn Hoàng Đức, số 16 Nguyễn Thành Trung, số 18 Hà Đức Trinh và số 19 là Nguyễn Quang Hải. Đường xuất phát của Indonesia gồm có số 3 Manewa, số 4 Nuhidayat, số 5 Nugroho, số 7 Siarian, số 8 Sulaiman, số 10 Maulana, số 11 Andika, số 14 Asnawi, số 20 Adilathay, số 22 Satyatama và số 13 là Rizky Fauzi. Luôn khó khăn khi thi đấu với các đội bóng của Indonesia. Và ngày hôm nay nếu như chúng ta nhập cuộc ở mức độ vừa phải, sau đó mới tìm những điểm nhấn, thì đó cũng là điều không ngạc nhiên. Đá phạt cho đội Việt Nam. Người đá phạt sẽ là Trương Văn Thái Quý. Bóng bổng với những cầu thủ ở tầm cao trên 1m8 của đội tuyển U20 Việt Nam. Cầu thủ của huấn luyện viên Park Hang-seo đang rất sẵn sàng với tình huống cố định này. Họ đang tạo ra được một đội hình có tính tổ chức để bảo vệ đường di chuyển, chiếm lĩnh khoảng trống. Lúc này chiều cao trung bình của U20 Việt Nam là 1m76,5.
rất ấn tượng. Pha giữ được đường cao, tình huống cản phá vất vả của thủ môn Indonesia. Đoàn Văn Hậu lúc này là cầu thủ cao nhất của Việt Nam với chiều cao 1m86. Bóng đã hướng tới đúng vị trí của Đoàn Văn Hậu, nhưng trong tư thế bật lên, số 5 của U23 Việt Nam đã không thể có được một vị trí tiếp cận một cách chính xác. Quả phạt bên cho đội Việt Nam. Trọng tài đã thổi phạt tiền đạo Manewa. Manewa mang áo số 3 nhưng là một tiền đạo từng ghi 3 bàn thắng ở giải U22 Đông Nam Á. Giải đấu Indonesia đã giành chức vô địch. Marinus Varima, tiền đạo của Indonesia vào lúc này đang chơi cho câu lạc bộ Persipura Jayapura. Một pha triển khai khá nguy hiểm bên cánh trái của Indonesia. Đội Việt Nam đã lấy được bóng, pha phản công. Quang Hải. Rất mềm mại. Hoàng Đức. Nhịp chơi của cả hai đội trong những phút đầu tiên là khá khẩn trương. Hà Đức Chinh. Quang Hải. Tiếp tục là đội chủ nhà. Cú dứt điểm từ xa của Đoàn Văn Hậu. Pha bóng lúng túng của thủ môn Satriatama. Bây giờ là Quang Hải. Tiếp theo sẽ là quả phạt góc bên phía cánh phải cho đội chủ nhà. Sự tích cực của đội bóng áo trắng là rất rõ ràng. Chúng ta nhập cuộc nhanh, sẵn sàng chiếm lĩnh những khoảng trống và thực sự là rất khẩn trương với những tình huống nhìn thấy cơ hội. Điển hình là cú đá vừa rồi của Đoàn Văn Hậu, một cú đá đập đất khiến cho thủ môn đối phương không hề dễ dàng trong tình huống cản phá. Cầu thủ bị đau là Hà Đức Chinh. Hà Đức Chinh là cầu thủ đã mở tỷ số ở trận đấu gặp Brunei. Hà Đức Chinh cùng với Quang Hải và Hoàng Đức đang là ba mũi tấn công của U23 Việt Nam. Có một điều mà chúng ta phải giải trừng đó là các đội bóng trẻ Indonesia chơi rất rắn. Indonesia không ngần ngại sử dụng cách đá rắn để làm chùn chân đối phương. Trước cách đá đó của đối thủ, việc các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng phải thể hiện sự quyết tâm và bên cạnh đó là sự khôn khéo để vận dụng những gì được gọi là hay nhất của mình. Những phẩm chất kỹ thuật của các cầu thủ như Quang Hải cần phải được kết hợp một cách tinh tế để có thể vượt qua được những thách thức đầy thể lực của cầu thủ Indonesia. Quang Hải đã phạt góc. Thêm một quả phạt góc nữa. Cầu thủ đội bàn bị đau là Adilet Hay. Bóng đá cuộn lên và vào giữa mồm của Adilet Hay. Quả phạt góc thứ hai liên tiếp. Một pha xử lý gọn gàng rất hay. Pha đi bóng vừa rồi là của Huỳnh Tấn Sinh. Trong ba hậu vệ đội Việt Nam thì Tấn Sinh vẫn đá lệch bên phải, Thành Trung ở giữa, bên trái là Đoàn Văn Hậu.
quả đá phạt cho Indonesia. Trọng tài đã thổi phạt Hồ Tấn Tài, cầu thủ đá cánh phải của U23 Việt Nam. Ở trận đấu gặp U23 Brunei thì hai cánh của U23 Việt Nam đã lên tấn công tương đối đều đặn, nhưng cánh trái với những tình huống dâng cao và tạt bóng của Thanh Thịnh có hiệu suất chuyền bóng chính xác tốt hơn. Cầu thủ sẽ đá quả phạt này là Siarian. Pha chạy bóng sâu, quá sâu. Trên hàng công Indonesia đáng chú ý, huấn luyện viên Indra Syafri có hai cầu thủ, đó là số 3 Manewa chơi cho Persipura, người đã có được 3 bàn thắng ở giải U22 Đông Nam Á, và số 10 Maulana Vikri, cầu thủ đang chơi tại Ba Lan cho Legia Gdansk, đội bóng ở hạng đấu cao nhất của Ba Lan. Đó là một khoảng trống để lộ khá rộng. Ở thế chân tường sau trận thua trước Thái Lan với tỷ số đậm 0-4, và lúc này thì Indonesia cũng đang thể hiện quyết tâm rất cao. Họ cũng chọn cách nhập cuộc nhanh, tạo tính gắn kết ngay từ khu giữa sân với những tình huống chơi bóng tốc độ. Đây rõ ràng là một phép thử hợp lý cho một thế hệ mới của lứa trẻ U23 Việt Nam, đặc biệt là các vị trí rất nguy hiểm. Pha cắt bóng vừa rồi là của Thành Trung, một tình huống mà Thành Trung cũng như Tiến Dũng đã không có sự ăn ý. Đội bàn đang tấn công nhiều vào cánh của Hồ Tấn Tài. Siarian đá phạt góc. Indonesia là đội đang chủ động trong cách chơi. Đây là thời điểm mà những vị trí có kinh nghiệm của U23 Việt Nam cần phải phát huy được bản lĩnh và kinh nghiệm của mình. Và đón rút bóng. Hoàng Đức. Thanh Thịnh đang di chuyển. Quả lật, bóng vào tầm thấp. Cú dứt điểm là của Quang Hải. Pha dứt điểm mà chúng ta đã rất quen thuộc ở Quang Hải, một tư thế rất khó nhưng bẻ lươn rất dẻo để có thể đưa bóng mạnh và hiểm. Hơi tiếc một chút cho cú đá cuối cùng của người đeo băng đội trưởng của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên tôi quan tâm nhiều hơn đến cách mà chúng ta triển khai tấn công ở biên. Đó là một miếng đánh mà dường như quãng thời gian tập trung ngắn vừa qua, ông Park Hang-seo đã trao dồi cho học trò một cách hết sức đầy đủ, và chúng ta đang thực hiện một cách rất nhuyễn. Ở trận đấu gặp Brunei, Việt Nam cũng mở tỷ số với một pha treo bóng vào từ cánh trái của Thanh Thịnh. Đó là một tình huống vẩy bóng hết sức điệu nghệ, tạo nhiều cảm hứng, và bên trong với dứt điểm là Đức Trinh. Thanh Thịnh. Đây là phút thứ 12 hiệp 1 của trận đấu và tỷ số vẫn là không đều. Những phút khó khăn của Việt Nam đã trôi qua rồi. 10 phút đầu tiên của trận đấu có một tỷ lệ kiểm soát bóng nghiêng về phía Indonesia nhiều hơn.
đó là lúc mà cặp tiền vệ trung tâm của chúng ta chưa thể hiện được nhiều. Và đó có thể là lý do khiến cho các huấn luyện viên của chúng ta mỗi khi có bóng ở bên phần sân nhà luôn tìm cách giải tỏa. Chúng ta chưa chủ động để kiểm soát trận đấu bằng cách giữ bóng và phối hợp từ khung giữa sân. Đây là Hoàng Đức. Hạ bật tường với Quang Hải. Hậu vệ vừa phá bóng là Nuri Dayat. Cầu thủ Việt Nam tỏ ra nhuần nhuyễn với những pha phối hợp ở bên cánh trái. Tình huống phá bóng của Thành Trung. Ném biên cho Indonesia. Ở trận đấu gặp Thái Lan, Indonesia đã nhập cuộc không tồi. Tuy nhiên sau đó họ trở nên rất mong manh và bị vỡ trận. Quang Hải. Những pha chạy bóng rất quyết liệt ở khu vực giữa sân. Các cầu thủ Indonesia đang kết nối với nhau bằng một chất lượng không tồi chút nào. Đây thực sự là một thách thức. Hà Đức Chinh. Đúng là vào lúc này những cầu thủ có kinh nghiệm của U23 Việt Nam cần phải phát huy những phẩm chất của mình, nhịp độ thi đấu, điều tiết lại những tình huống kết nối. Có lẽ là lúc mà Quang Hải và những người cùng lứa với anh, những người đã từng trưởng thành trong năm 2018 cần phải thể hiện được sự nhận biết một cách hết sức cụ thể với tình huống trên sân lúc này. Bóng không đến được chân của Quang Hải. Quả phạt cho đội Việt Nam. Người đã bị phạm lỗi là Triệu Việt Hưng. Trọng tài đá thổi phạt Rizky Fauzi. Đây là một cơ hội dành cho U23 Việt Nam. Cầu thủ Indonesia thường nổi tiếng với lối chơi rắn. Nhưng đây là trận đấu không diễn ra trên sân của họ. Và đương nhiên là lối đá đó cần phải được kiểm soát. Ông Hoàng Sô ngày hôm nay vẫn sử dụng bộ đôi tiền vệ trung tâm Thái Quý và Việt Hưng. Cả hai đều chưa có nhiều kinh nghiệm ở những giải đấu quốc tế. Chính vì thế theo cảm nhận của cá nhân tôi thì vai trò của ba tấn công Hoàng Đức, Quang Hải và Đức Trình hết sức quan trọng để giải tỏa áp lực, đồng thời có thể mang lại bàn thắng bất kỳ lúc nào. Góc sút của quả đá phạt này là rất rộng. Nhưng điểm đặt bóng có phần hơi xa so với cự ly sở trường của Quang Hải. Có thể người dứt điểm sẽ là Huỳnh Tấn Sinh, người cũng đã có một bàn thắng trong trận đấu gặp Brunei từ chấp phạt đền. Tấn Sinh. Cú đá có lực nhưng bóng đi quá bổng. Chiều cao của Tấn Sinh là 1m84. Dù sao thì những tình huống như vừa rồi cũng là quan trọng trong thời điểm mà Việt Nam đã gặp những khó khăn ở những phút đầu trận. Một pha dâng lên rất chủ động của hậu vệ đội bạn. Cú đá từ xa, tranh thủ dứt điểm ngoài vòng cấm.
Vừa rồi là những phút mà UEFA Việt Nam chủ động dâng cao đội hình, tạo sức ép bên phần sân Indonesia. Thế trận đã khác hẳn so với những phút đầu tiên. Cả hai đội đều đá nhanh, và trong cái nhanh của cả hai bên thì tôi có cảm giác là các cầu thủ áo trắng có phần hơi vội vàng, rất cần một chút điều chỉnh để có thể có được một nhịp điệu hợp lý hơn. Theo tôi đó chính là vấn đề kinh nghiệm. Nhiều vị trí chưa có được nhiều kinh nghiệm như đứa U23 trước. Đây là Andika. Nugroho. Andika. Cú chạm bóng của Triệu Việt Hưng. Hoàng Đức. Hoàng Đức có chân trái rất khéo. Đường chuyền tiếp theo là của Hồ Tấn Tài. Quang Hải. Hải Đức Chinh. Trung vệ đối phương đã cắt bóng có thể nói là rất hợp lý. Đó là pha can thiệp của Nuri Dayat. Thành Trung. Cầu thủ Việt Nam đã nỗ lực giành lại sự chủ động trong việc kiểm soát bóng. Thành Thịnh. Triệu Việt Hưng. Đoàn Văn Hậu. Đường chuyền vừa rồi là của Hoàng Đức. Lại là Nguyễn Hoàng Đức. Thái Quý. Triệu Việt Hưng. Pha phạm lỗi. Các cầu thủ Việt Nam bắt đầu chơi nhịp điệu và có sự gắn kết tốt hơn. Tình huống phạm lỗi của Andika. Tên đầy đủ là Phiết Ra Andika. Trong hai ngày gần đây thì ở thủ đô Hà Nội thời tiết đã trở lạnh, nhiệt độ hạ xuống khoảng 8 độ C so với ở trận đấu Việt Nam gặp Brunei. Pha dứt điểm không trúng đích. Bóng vừa chạm đầu của Thành Trung. Chúng ta đã có những quả phạt, nhưng điểm đá bóng của những quả đá phạt đã được hưởng đều tương đối xa. Đến lúc này Thái Lan đã chơi 2 trận và chứng tỏ một phong độ rất thuyết phục. Vì thế mà trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia, ngoài việc là trận đấu quyết định của hai đội, rất quan trọng của hai đội, cũng là một cuộc chui rèn, đặc biệt là với Việt Nam trước khi gặp Thái Lan ở trận đấu cuối. Tình huống bị động của thủ môn Satyatama. Quang Hải biết rằng mình việt vị là chủ động không nhận bóng. Thái Quý là cầu thủ từng góp mặt ở vòng chung kết U23 châu Á tại Trung Quốc đầu năm ngoái. Tuy nhiên anh chỉ đá dự bị cho bộ đôi Xuân Trường và Đức Huy.
Thành Thịnh, Hoàng Đức, Indonesia đang tổ chức phòng ngự tương đối dày và họ tập trung hướng phòng ngự bên cánh có sự xuất hiện của Hoàng Đức và Thành Thịnh. Đoàn Văn Hậu, đường chuyền của Hoàng Đức, Hà Đức Chinh, người vừa băng lên là Thái Quý. Indonesia dường như đang rất muốn đẩy chúng ta vào thế đua sức. Trong khi đó, đội bóng Bomaso cố gắng phát huy sự khéo léo và khả năng chủ động của những pha phối hợp. Rõ ràng là nếu xa vào đua sức thì sẽ bất lợi đối với U23 Việt Nam. Thời gian kiểm soát bóng đến lúc này hai bên gần như ngang ngửa. Quang Hải, thêm một pha phạm lỗi. Việc chúng ta bình tĩnh để khai thác những tình huống cú đích sau những pha phạm lỗi là điều nên làm. Những gì chúng tôi quan sát với Indonesia, đội bóng rất hay phạm lỗi. Cầu thủ đội bạn vừa rồi đã phạm lỗi là Siarian. Trong quá khứ, bóng đá Indonesia từng một lần dự Olympic, đó là Thế vận hội Melbourne năm 1956. Lúc đó họ vào đến tứ kết và thua đối Liên Xô, đội bóng có Lev Yashin, sau đó đã giành huy chương vàng bóng đá năm 1956. Thẻ vàng dành cho tiền đạo Manewa. Quả chuyền bóng của Quang Hải. Bóng hay. Cú đá là của Trương Văn Thái Quý. Tiến Sinh đã dập tắt ý đồ phản công của đối phương. Quang Hải, Hà Đức Trinh, Thái Quý hơi chậm một chút. Cầu thủ Việt Nam đã chơi hồi và thuyết phục hơn rất nhiều. Một thách thức rất lớn từ phía các cầu thủ phòng ngự của Indonesia. Họ áp sát rất nhanh. Phản công cho Indonesia không có gì đặc biệt. 3-3 hết sức nguy hiểm. Bắt đầu xuất hiện những tình huống thiếu bình tĩnh trong tranh chấp của cầu thủ Indonesia. Vừa rồi là một pha phản đối của Fitra Andika. Trọng tài Ali Anatta vừa rồi đã nhờ ban huấn luyện của Indonesia. Bóng vừa chạm đầu của Hà Đức Trinh. Chúng ta nhiều bóng bổng
với những đường chuyền dài thẳng vào khu trung lộ cho các cầu thủ cao lớn. Nhưng đó mới chỉ dừng lại là những pha bóng có một nước. Ở những tình huống tiếp theo, chúng ta chưa có được sự hỗ trợ để tạo ra một tính liên kết cao hơn và độ nguy hiểm cũng vì thế mà lớn hơn cho khung thành của Indonesia. Có thể đây chưa phải là lúc mà U23 Việt Nam tung hết những ý đồ chơi, vẫn còn có những phương án 2, phương án 3 cho phần còn lại của trận đấu. Một tình huống để hụt bóng của Hồ Tấn Tài. Quang Hải rất chính xác. Đâu đó vẫn còn có một sự vội vàng trong cách xử lý của cầu thủ U23 Việt Nam. Vẫn còn một chút khoảng cách giữa Quang Hải và phần còn lại. Vẫn là Siarian đá phạt. Pha phạm lỗi. Trọng tài thử phạt Tấn Sinh. Tấn Sinh đã có một chút động tác thừa và có lẽ đó là lý do mà ông trọng tài người Qatar Ali Anapa đã thử phạt. Trận đấu đã có tất cả 10 lỗi, trong đó có 6 lỗi thuộc về Indonesia. Cần phải rất cảnh giác với tình huống đá phạt này. Vẫn là Siarian. Pha cản phá vất vả của Huy Tiến Dũng. Tiếp tục là pha đường bóng. Đã có một tình huống phạm lỗi. Đã có lỗi của Manewa. Cú đá bóng của Tiến Dũng có phần tiếp xúc vào phía dưới của trái bóng và khiến cho tình huống thứ hai trở nên nguy hiểm hơn. Ba mươi phút đầu tiên của trận đấu, cuộc đọ sức giữa hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Indonesia đã diễn ra với một thế trận chẳng hề dễ dàng chút nào cho đội quân của Park Hang-seo. Chúng ta vẫn có những dấu hiệu của sự vội vàng, vẫn bị cuốn vào tốc độ chơi nhanh mà thiếu đi một sự tỉnh táo để có thể có được những pha bóng chỉn chu. Phá áp sát chủ động khiến cho số 4 đội bạn là Nui Reat lúng túng. Trong quá khứ thì vùng đất hiện nay thuộc Indonesia từng có một đội bóng dự World Cup, đó là East Indies, một phần của lãnh thổ Indonesia hiện nay. Khi đó là thuộc địa của Hà Lan, từng giữa các 1938. Đến bây giờ thì Indonesia và Hà Lan vẫn có những quan hệ về bóng đá mật thiết. Đội tuyển Hà Lan những năm gần đây vẫn thường xuyên có những danh thủ mang cho mình dòng máu Indonesia. Có thể kể đến Roy Mackay, Nigel de Jong, Van Persie và Van Bronckhorst.
Đường chuyền dài là của Thành Trung. Thành Thịnh. Indonesia đang rất cảnh giác ở cánh của Thanh Thịnh và Hoàng Đức. Đoàn Văn Hậu. Pha can thiệp là của Tấn Sinh. Trên hàng công đội Việt Nam lúc này Hà Đức Chính đang khó khăn trong vai trò của một trung bóng cắm. Hà Đức Chính thường xuyên bị kẹp giữa hai trung vệ Nui Dayat và đội trưởng số 5 Nugroho. Tôi nghĩ rằng cho đến lúc này thì vai trò của hai tiền vệ trung tâm bên phía U23 Việt Nam vẫn đang chưa phát huy được đúng mực. Nếu như Trương Văn Thái Quý và Trương Việt Hưng đảm bảo được vị trí của mình thì mọi chuyện có thể sẽ thuận lợi hơn cho bộ ba tấn công ở phía trên. Quang Hải cho đến lúc này vẫn đứng tương đối xa vị trí của Hà Đức Trinh, và sự kết nối giữa Đức Trinh và Hoàng Đức vẫn đang là một vấn đề hết sức khó khăn. Trả bóng của Hà Đức Trinh. Thái Quý một lần nữa lại có phần chậm trong việc xử lý thực hiện đường chuyền. Pha cắt bóng của Thanh Thịnh. Khá nhiều đường chuyền không chính xác của cầu thủ Việt Nam. Indonesia đến lúc này không quá đặc biệt, nhưng họ đã cho thấy thể lực tốt, quyết tâm rất cao và khả năng giữ cự ly đội hình. Việt Hưng. Thanh Thịnh, Triều Việt Hưng, Quang Hải. Vẫn là một sự vội vàng. Madewa. Quang Hải. Quang. Hà Đức Trinh chạy chỗ Hoàng Đức. Không thể phù hợp với nhau. Cả hai đội đều chưa có sự đặc biệt trong những pha hợp ở đoạn cuối. Nugroho. Huấn luyện trưởng Siafri trước đây đã từng dẫn dắt các đội U16, U19 và năm nay thì ông lần đầu làm đội U23 Indonesia. Vòng chung kết giải U23 châu Á là giải đấu mà U23 Indonesia chưa bao giờ được tham dự. Ở đấu trường ASEAN, Indonesia cũng đã có 2 lần lọt vào vòng 16 đội. Pha dứt điểm của cầu thủ áo số 7 Siarian, người chưa thực hiện những pha đá phạt cho Indonesia. Indonesia đã quyết tâm rất cao ở vòng loại năm nay, sau khi đó có hàng loạt thành công ở các giải đấu độ tuổi trẻ hơn. Những người làm bóng đá Indonesia quyết tâm và tin tưởng rằng việc ươm trồng tài năng trẻ đã đến lúc có thể gặt hái ở cấp độ cao nhất trong các giải trẻ. Đây thật sự là thách thức với đội Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay.
cho đến điểm này cảm giác Indonesia lực lượng đồng đều hơn so với Việt Nam, thì chúng ta vẫn tự tin là có những cá nhân đặc biệt. Pha phạm lỗi, tình huống xâm nhập vào trong của Hồ Tấn Tài. Hồ Tấn Tài vừa bị phạm lỗi bởi Osvaldo Hayes. Tên đầy đủ của cầu thủ này là Osvaldo Adiles Hayes. Cái tên đó có gợi cho anh Huy điều gì không? Đó là cầu thủ nổi tiếng của Argentina và từng mang áo số 1, mặc dù không phải thủ môn. Argentina lúc bấy giờ mang số áo theo bảng chữ cái, Adiles đeo áo số 1. Ông ấy đã từng chơi bóng ở Anh và cũng đã từng là huấn luyện viên của Tottenham Hotspur. Và tình huống này thì làm chúng ta nhớ ngay đến Quang Hải rồi. Không phải là thật sự thuận lợi, tuy nhiên xác suất để có thể ghi bàn vẫn cao. Góc sút không quá lớn nhưng không phải là không thể. Thái Quý rời sân. Chúng tôi đã hơn một lần nhắc đến vai trò của các tiền vệ trung tâm, và đúng là chúng ta có những việc không kín kẽ ở giữa sân. Thái Quý rời sân, vào sân là Thanh Bình. Có thể là sẽ Quang Hải sẽ quay trở lại với vị trí ở khu giữa sân để chơi cùng Triệu Việt Hưng, còn Đinh Thanh Bình đương nhiên sẽ là người đá bên cạnh Hai Đức Chinh trong những phút tiếp theo. Nhưng bây giờ thì chúng ta hãy tập trung với pha bóng cố định này với cái chân trái của Quang Hải. Cú sút vẫn còn, dứt điểm. Cú trả bóng tiếp theo là của Hoàng Đức. Một pha siết lòng chân trái quen thuộc của Quang Hải, và thủ môn đội bạn đã vất vả để cản phá. Một pha cản phá xuất sắc của Satya Tama. Hy vọng là sự thay đổi ở khu vực giữa sân cùng với khoảnh khắc khiến cho khán giả ồ lên sẽ khiến cả đội chơi tốt hơn ở những phút còn lại. Quang Hải đã được kéo xuống đa giữa sân cùng với Việt Hưng. Đây là vai trò không xa lạ đối với Quang Hải. Anh có thể đá giữa sân cùng với những cầu thủ vốn không tranh chấp giỏi như Xuân Trường. Quang Hải có đủ kỹ thuật, thông minh và sự khéo léo để có thể có những pha bóng mang tính giải tỏa ở khu vực giữa sân. Chúng ta xem lại pha siết lòng của Quang Hải. Bóng đi vào giữa cầu môn. Vẫn còn rất nhiều cơ hội để cản phá cho thủ môn của Indonesia. Và khi mà chúng ta đang theo dõi lại quả đá phạt của Quang Hải thì sát được biên dọc, ban huấn luyện của U23 Việt Nam đang có những lời chỉ đạo mới dành cho người đá bóng đội trưởng của đội bóng áo trắng. U23 Việt Nam cần phải điều chỉnh lại, và việc đầu tiên là đưa Quang Hải trở về với vị trí tiền vệ trung tâm. Kinh nghiệm và những phẩm chất có phần đặc biệt hơn của Quang Hải so với những người trên sân sẽ cần phải được phát huy một cách đúng lúc. Từ việc các tiền vệ trung tâm chơi không tốt ở gần 4 phút đầu tiên, thì anh Tùng ạ, tôi nhận thấy một cái điều là bóng đá Việt Nam chúng ta cải thiện được rất nhiều gần đây, nhưng khả năng tranh chấp, khả năng va chạm vẫn là một cái điều mà cầu thủ Việt Nam không tốt. Đó là một yếu tố mà chúng ta cần phải tích lũy bằng nhiều cách. Nó không phải đơn thuần chỉ là vấn đề thể lực, thể hình, mà còn cả những yếu tố về mặt kỹ thuật, về bản lĩnh, và trong đó có cả tâm lý nữa. Và đó là một chi tiết mà tôi cũng rất quan tâm trong việc so sánh bóng đá Việt Nam với một đội bóng đá lớn của khu vực, đó là Thái Lan. Các tiền vệ của Thái Lan bao giờ cũng khiến cho chúng ta cảm thấy ngán ngại trong nhiều tình huống. Phút thứ 42 hiệp 1 của trận đấu, tỷ số vẫn là không đều.
Đến lúc này Việt Nam vẫn là đội tạo ra nhiều pha sóng gió hơn. Pha đi bóng của Manewa, người có bề ngoài giống như một cầu thủ châu Phi. Rất nhiều khả năng hiệp một sẽ khép lại với tỷ số hòa không đều, và theo chúng tôi thì những gì diễn ra đó sẽ là tỷ số không tồi. Chúng ta dù sao vẫn có nhiều thời gian và con gái hai để có thể tính toán, vẫn còn những quân bài có thể tung vào sân. Việt Hưng, Quang Hải. Khi Quang Hải lùi về thì anh có thể cầm bóng và giữ nhịp. Chúng ta sẽ không bị cuốn vào cách chơi của đội bạn. Để giải quyết một trận đấu cụ thể trước một đối thủ không hề dễ chơi như Indonesia thì những gì mà chúng ta đã có trong những phút đã qua của trận đấu là chưa đủ. Chắc chắn là như vậy. Tôi vẫn nghĩ rằng đây là một thách thức rất phù hợp, rất cần thiết để giúp cho đứa trẻ của chúng ta đánh giá được đúng sức của mình hơn và trưởng thành hơn. Tôi cũng nghĩ như thế. Thực ra thì trận đấu nào thời Park Seo cũng căng như dây đàn. Tuy nhiên phần lớn chúng ta đều vẫn thành công. Thầy trò ông Park vẫn biết cách cởi nút ở thời điểm quyết định. Hiệp 1 có 3 phút bù giờ. Nỗ lực của Đặng Văn Hậu. Indonesia vẫn đang phòng ngự tốt ở bên cánh của Văn Hậu và Thanh Thịnh. Nugroho. Động tác khá thô. Đó là pha phạm lỗi của Huỳnh Tấn Sinh. Đã có tương đối nhiều lỗi của Huỳnh Tấn Sinh ở những phút đã qua. Tôi cho rằng vấn đề thuộc về kinh nghiệm và khả năng đọc tình huống của cầu thủ này. Trở về từ sân chơi U20 thế giới, Tấn Sinh không có cơ hội được thi đấu chính thức nhiều ở đội Quảng Nam. Tuy nhiên cá nhân tôi vẫn kỳ vọng những cầu thủ đã từng qua giải U20 thế giới, họ vẫn có sự tự tin, có bản lĩnh ở một sân chơi tầm thế giới, và họ vẫn có những tiềm năng, đặc biệt là khi được dắt bởi ông Park Hang-seo. Thêm một thẻ vàng. Thẻ vàng dành cho Siarian. Vẫn là Quang Hải đứng trước bóng. Những giây cuối cùng hiệp 1 của trận đấu.
quả phạt góc dành cho các đội Việt Nam. Hy vọng chúng ta sẽ làm được điều gì đó ở tình huống cuối cùng này trong hiệp 1. Pha sóng gió. Quang Hải sút bóng không vào. Đó là Đức Trinh như vậy. Quang Hải không đều là tỷ số hiệp 1 và không ghi bàn trong hiệp 1, nhưng dù sao những tình huống cuối cùng cũng làm chúng ta rất hy vọng đã có những sự sắp xếp lại và nhịp điệu chơi có vẻ như đã khả quan hơn để chúng ta chờ đợi một hiệp 2 tốt hơn và có thể sẽ bùng nổ để có chiến thắng thuyết phục trước Indonesia. Các bạn thân mến, chúng ta cùng trở lại với sân đấu quốc gia Mỹ Đình. Trước mắt hiệp 2 trận đấu giữa hai đội U23 Việt Nam và U23 Indonesia. Trận đấu ở bảng K vòng loại giải U23 châu Á năm 2020. Giải đấu mà ba đội bóng xếp hạng cao nhất sẽ được dự Thế vận hội Tokyo mùa hè năm 2020. Ở hiệp 1 kết thúc, hai đội hòa nhau với tỷ số không đều. Các cầu thủ Việt Nam đã có những lúng túng ở đầu trận trước lối chơi thể lực và quyết tâm của Indonesia. Indonesia sau khi thua Thái Lan 0-4 ở trận ra quân bị dựa vào lưng tường và đã có một hiệp đấu đầy quyết tâm, hạn chế nhiều điểm mạnh của đội Việt Nam. Thậm chí Việt Nam đã bị phơi bày những điểm yếu ở khu vực giữa sân, đặc biệt là mắt xích của hai tiền vệ trung tâm. Cuối hiệp 1, ông Park Seo đã có sự điều chỉnh, đưa Thái Quý rời sân, Đinh Thanh Bình vào sân thay người và Quang Hải được rút xuống đá ở giữa cùng với Triệu Việt Hưng. Có vẻ như đó là một giải pháp ổn, bởi vì Quang Hải có thể cầm nhịp và có thể giữ được nhịp trận đấu, chúng ta không bị cuốn vào cách chơi của đối phương. Anh Quang Tùng, theo anh thì Quang Hải sẽ phát huy vai trò đá ở giữa sân cùng với Việt Hưng như thế nào trong hai trận đấu? Tôi nghĩ rằng đây là một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và có những phẩm chất kỹ thuật đủ để có thể dẫn dắt trận đấu theo cái cách mà ông Park Hang-seo mong muốn. Có thể chúng ta mất đi một cầu thủ ở phía trên đá gần hơn khu 16m50 của đối phương, nhưng chúng ta tạo ra được một sự kết nối cần thiết. Và trong cách chơi của đội tuyển U23 Việt Nam, chúng ta nên nhớ rằng sẽ có nhiều phương án tốt hơn nếu như các tiền vệ của chúng ta tạo ra được sự kết nối và tạo ra được những cơ hội cho các huấn luyện viên dâng cao. Trong hiệp 1 thì gần như chỉ có một lần Thanh Thịnh lên được sát cột góc và thực hiện đường chuyền ngược, và đó là pha bóng rất lợi hại ở phía trong. Như vậy là hiệp 2 của trận đấu giữa hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Indonesia đã được bắt đầu. Ở hiệp 2 của trận đấu thì đội chủ nhà U23 Việt Nam trong những trang màu trắng ở phần sân phía tay phải mà nhỏ các bạn. Cho đến điểm này, Việt Nam đã thay một cầu thủ của Indonesia chưa thay người. Đúng là khi chúng ta có thể ổn định khu vực giữa sân thì phía trên Hà Đức Trinh, Thanh Bình và Hoàng Đức hoàn toàn có thể phát huy khả năng của mình. Cú nhả bóng bằng đầu là của Hà Đức Trinh nhưng đã có lỗi việt vị của người vừa chạm bóng bên phía U23 Việt Nam. Ở hiệp 1, Việt Nam là đội bóng tạo ra nhiều tình huống sóng gió hơn. Chúng ta đã hơn một lần có cơ hội về cầu môn của Satria Tama. Về cơ bản, thủ môn mặc áo số 22 của đội bạn đã chơi khá chắc chắn. Triệu Việt Hưng, Đoàn Văn Hậu, Hoàng Đức, không phải, đó là Đinh Thanh Bình. Đinh Thanh Bình và Triệu Việt Hưng đều là những cầu thủ trưởng thành từ năng khiếu Hoàng Anh Gia Lai dưới sự dắt của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh, người hiện nay là trợ lý của ông Park Hang-seo. Nhiều khả năng là trong hiệp 2
U23 Việt Nam sẽ chơi chủ động hơn. Trong hiệp 1 của trận đấu Indonesia hạn chế được nhiều sức mạnh tấn công bên cánh trái của đội Việt Nam với sức mạnh của Văn Hậu và Thanh Thịnh. Trong trận đấu đội bạn cũng biết cách khoét vào cánh của Hồ Tấn Tài một số tình huống đầu hiệp 1 khá nguy hiểm. Quang Hải. Hoàng Đức. Thanh Thịnh. Người vừa di chuyển là Đinh Thanh Bình. Tiếp theo là quả ném biên cho U23 Việt Nam. Người vừa va chạm với Đinh Thanh Bình là số 4 Nuridayat. Theo chúng tôi đó là một pha phạm lỗi của trung vệ số 4 Indonesia. Nuridayat vẫn đang đá cặp trung vệ với đội trưởng Nugroho. Đinh Thanh Bình là cầu thủ đá vào sân để thay cho Trương Văn Thái Quý. Trận đấu đã trở lại. Tiếp tục một pha phạm lỗi. Lỗi vừa rồi là của số 7 Luffy Kaman, người đã phải nhận thẻ trong hiệp 1. Ở hiệp 1 đội bạn thường xuyên phạm lỗi, tuy nhiên họ cũng không mắc những lỗi ở các vị trí đá phạt thật sự là những cơ hội rõ rệt. Ali Apha tỏ ra rất nghiêm khắc. Sút bóng. Cầu bổng. Pha đánh đầu quá với. Rất khó có thể làm nên chuyện ở những tình huống như vừa rồi. Cú chạm đầu vừa rồi là của Thành Trung. Quang Hải. Việt Hưng. Đó là một pha xử lý thiếu chắc chắn của Triệu Việt Hưng. Đinh Thanh Bình. Tấn Sinh. Quang Hải. Cần phải rất cảnh giác với những tình huống mà Indonesia sau khi lấy được bóng, họ sẽ dùng sức mạnh xộc thẳng vào trung lộ, tạo ra những pha phản công nguy hiểm. Vẫn là những pha va chạm quyết liệt của cầu thủ áo đỏ. Thêm một tình huống cố định cho U23 Việt Nam. Vẫn sẽ là Quang Hải thực hiện đường truyền. Thank you.
cầu thủ Việt Nam vẫn đang lấn sân nhưng không dễ để tạo ra những cơ hội thực sự. Indonesia đã cho thấy họ rất quyết tâm. Một pha dâng cao của trung vệ Thành Trung. Thành Trung vẫn đang thi đấu ở giữa hàng phòng ngự đội Việt Nam. Thanh Thịnh. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang dâng cao đội hình, tuy nhiên đang khó khăn trong việc tạo ra sự kết dính giữa các vị trí. Hết sức nguy hiểm. Bùi Tiến Dũng. Rất may là Tiến Dũng đã cản phá được. Một tình huống không nên để lặp lại. Từ khu vực giữa sân cho đến hệ thống phòng ngự đã bị sập sệch và suýt nữa chúng ta để thua. Cảm giác trong việc chọn giải pháp xử lý ở hai tình huống liên tiếp của Tiến Dũng đều có vấn đề. Trong hiệp 1 của trận đấu chúng ta cũng đã có những giây phút hết sức khó khăn. Tuy nhiên sau đó đã vượt qua và có một thế trận tốt. Trung vệ Đình Trọng đã vào sân. Đình Trọng vào sân thay cho Thanh Thịnh và Đoàn Văn Hậu sẽ trở lại vị trí leo biên trái. Ý tưởng của việc điều chỉnh này là không tồi. Chúng ta cần có thêm một giải pháp tấn công có chất lượng hơn ở ngoài biên. Và không những thế, chúng ta cần phải có một sự tỉnh táo hơn nữa trong những tình huống đánh chặn, đoán định được ý đồ đối phương và can thiệp sớm hơn. Trong năm 2018 thì Đình Trọng có rất nhiều những thành công mà trong đó có rất nhiều những tình huống mà khả năng can thiệp sớm của thủ này bên phần sân đối phương đã đem đến những tình huống có lợi cho đội bóng được dẫn dắt bởi ông Park Hang-seo. Với những chi tiết như vậy thì các đồng đội của Đình Trọng ở lứa U23 và thời điểm này đã xử lý không thật sự trọn vẹn ở những phút thi đấu của hiệp 1. Pha phạm lỗi. Cầu thủ bị phạm lỗi là Tấn Sinh. Người đã phạm lỗi với Tấn Sinh là Atilet Hay. Có thể khi Đoàn Văn Hậu trở lại cánh trái thì cánh trái của U23 Việt Nam sẽ chơi tốt hơn. Thanh Thịnh đã chơi tốt ở trận đấu trước nhưng đó là với đối thủ yếu Brunei. Ngày hôm nay Thanh Thịnh cũng đã có những khó khăn. Sút bóng không đủ mạnh, bóng lại đi vào giữa cầu môn. Cú đá là của Hoàng Đức. Đó là một pha dứt điểm không được như ý của Hoàng Đức. Indonesia chuẩn bị thay cầu thủ đầu tiên. Vào sân là số 15 Ramdhani, cầu thủ đang thi đấu tại Malaysia cho câu lạc bộ Pahang.
chúng ta đã có những phút khó khăn ở đời hai, tuy nhiên bây giờ mọi chuyện đã ổn hơn. Huấn luyện viên Vang Sô luôn biết cách bịt những lỗ giò, không để những điều không tốt diễn ra quá lâu. Đó là pha can thiệp của Đình Trọng, đường chuyền của Quang Hải, Hà Đức Chinh. Pha tỉ người khôn khéo của Hà Đức Chinh. Đoàn Văn Hậu. Bắt bài. Qua người Hoàng Đức. Vẫn còn chân cháy. Loạt cái động tác có thể nói là rất đẹp mắt của Hoàng Đức, nhưng đáng tiếc là cú đá cuối cùng đưa trái bóng đi vọt xa. Những pha xử lý mềm mại rất nghệ thuật của Hoàng Đức, cầu thủ trưởng thành từ trung tâm của Viettel. Một pha xoay compa gợi nhớ đến những cầu thủ tài năng của Nam Mỹ. Trong làng bóng đá Việt Nam thì trước đây danh thủ Hồng Sơn là người cũng rất thuần thục với những pha xoay người như vừa rồi. Rất đáng khen cho Hoàng Đức với tình huống xử lý đầy cảm hứng vừa rồi ở thời điểm mà trận đấu đang diễn ra căng thẳng. Dường như là khi có Đình Trọng thì đồng đội vững tin hơn. Đình Trọng là mẫu hậu vệ luôn sống với các tình huống, kể cả bóng chưa đến khu vực của anh thì anh cũng đốc thúc đồng đội và rất tập trung hướng về những điểm nóng trước mặt. Pha xử lý không tốt của Bùi Tiến Dũng, hết sức đáng trách cho một người không ít kinh nghiệm như Bùi Tiến Dũng mà lại xử lý như vừa rồi. Đoàn Văn Hậu. Hoàng Đức. Đối phương chiếm chỗ tốt hơn. Hoàng Đức không phải là đã bị phạm lỗi. Đình Trọng. Chúng ta vừa giữ những pha xử lý đơn giản nhưng tỉnh táo của Đình Trọng, đó là điều hết sức cần thiết. Mặt sân đúng là có phần mấp mô, tuy nhiên Bùi Tiến Dũng đã có pha xử lý quá nguy hiểm. Cầu thủ Việt Nam ở những tình huống tấn công vẫn chưa thể có thể đá gần nhau và tạo ra sự liên lạc. Trong thế thường xuyên đá đội hình thấp, Indonesia luôn trực chờ để có thể lấy được bóng giữa sân và tổ chức phản công.
Thành Trung bị đau. Đến lúc này đội Việt Nam có thể thêm một cầu thủ. Việt Hưng sẽ đá quả phạt này. Không thể dứt điểm bằng chân trái, Lê Thị Bình đã tung ra cú đá quyết đoán bằng chân phải. Pha xử lý với của Đinh Thanh Bình đã khiến cho trái bóng đi vọt xa. Một cơ hội tương đối đáng tiếc. Một cú đá không cần nhiều đà. Có vẻ như bóng đá chạm tay cầu thủ Indonesia trước khi Đinh Thanh Bình dứt điểm. Đoàn Văn Hậu. Vâng, đây mới là Đoàn Văn Hậu. Những phút thi đấu đã qua ở hiệp 2, bóng trong chân cầu thủ U23 Việt Nam nhiều hơn. Chúng ta cũng đang cố gắng tạo ra sự kết nối để gia tăng sức ép. U23 Việt Nam còn một quyền thay người và trên cái thứ bị có những cầu thủ trẻ ở hàng công đã từng tỏa sáng ở cấp câu lạc bộ, không loại trừ khả năng ở giải đấu lần này, tại vòng loại lần này Quang Sô lại làm ló dạng những nhân tố mới có thể tạo đột biến khi vào sân thay người. Hà Đức Chinh, cú thả bóng không thuận lợi cho đà di chuyển của Đoàn Văn Hậu. Người tạt bóng tiếp theo là Quang Hải. Triều Việt Hưng. Bóng tiếp tục nằm trong tầm kiểm soát của đội chủ nhà. Đoàn Văn Hậu, Quang Hải không loại bỏ được cầu về đối phương. Cú đánh đầu của Đinh Trọng. Đoàn Văn Hậu, cho đến điểm này Quang Hải không thật sự sung sức, nhưng chúng ta vẫn chờ đợi đẳng cấp của Quang Hải lóe sáng ở một thời điểm nào đó. Những nhịp giữ bóng liên tiếp, những tình huống giành quyền kiểm soát ngay lập tức sau khi để mất bóng. Tôi nghĩ rằng đây là lúc mà U23 Việt Nam đang tạo ra được áp lực nhất định. Và áp lực này nếu được đẩy lên thêm một nấc mới, hoàn toàn có thể chúng ta sẽ đến gần hơn với một bàn thắng. Bây giờ sẽ là một quả đá phạt. Một tình huống mà chúng ta đã có tương đối nhiều kể từ đầu trận nhưng chưa thực sự một lần tạo ra được một cơ hội thực sự. Đứng chờ lúc này không còn là Quang Hải, theo đó là Triệu Việt Hưng. Quang Hải sẽ đứng bên ngoài vòng cấm để chờ bóng bật ra. Việt Hưng, Đinh Trọng,
ném biên cho cầu thủ Indonesia. Andika. Indonesia đã mắc đến 16 lỗi. Rất tiếc là không thể kết nối được vào trong vòng cấm. Tấn Sinh. Pha tranh chấp của Hà Đức Chinh. Đường chuyền của Hoàng Đức. Đinh Thanh Bình. Gò Văn Hậu. Vừa rồi là tình huống dâng lên chủ động của Tấn Sinh. Chúng tôi có cảm giác là với cách đá này đội Việt Nam cần phải ghi được bàn thắng. Indonesia dường như vẫn đang chờ đợi một tình huống có thể phản đòn. Đây là Đình Trọng. Hồ Tấn Tài. Không hiểu ý nhau. Phút thứ 70 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là không đều. Sức ép lớn mà U23 Việt Nam tạo ra vẫn chưa đủ để tạo ra những tình huống tiếp theo thực sự có dấu ấn. Indonesia khi có bóng ở khu vực giữa sân thì luôn có những người phía trên chạy nước rút để chờ bóng chuyền đến vị trí hợp lý. Phạt góc cho Indonesia. Pha cản phá của Hồ Tấn Tài. Người đá phạt góc là Siarian. Cầu thủ trong hiệp 1 thường xuyên đá phạt cho Indonesia. Tiếp tục một quả phạt góc cho Indonesia. Pha giải nguy. Vừa rồi đã là quả phạt góc thứ tư của Indonesia, trong khi Việt Nam mới 3 lần được hưởng phạt góc. Pha xử lý rất khéo. Pha bóng của cầu thủ vào sân thay người Ramdhani. Lúc này Thành Trung đang thi đấu ở vị trí hậu vệ lệch bên trái. Đình Trọng vào sân và đá ở chính giữa phòng ngự, vị trí quen thuộc của anh. Cho đến điểm này những cầu thủ được coi là đặc biệt
của cả hai đội đều chưa phát huy được nhiều. Với Indonesia, cầu thủ số 10 được coi là Messi Indonesia, Maulana Fikri cũng chưa chứng tỏ được nhiều điều. Tình huống Việt Vĩ. Rất có thể những phút đầu Paso sẽ thay cầu thủ cuối cùng. Việt Nam đang chiếm 69% thời gian kiểm soát bóng, hơn gấp đôi so với đội bạn. Hồ Tấn Tài. Quả phạt cho đội Việt Nam. Pha phạm lỗi của Adidas hay. Một tình huống bất hình trọng đã dâng lên. Indonesia thay cầu thủ thứ hai. Rời sân là Adidas hay. Vào sân là số 20. Không. Mỗi bên đã thay hai cầu thủ. Như vậy là vừa rồi bên phía Indonesia vào sân là số 18, Jan Zola. Đoàn Văn Hậu. Rất cố gắng giành được bóng. Đường chuyền của Triệu Việt Hưng. Người được bắt bóng là Hà Đức Trình. Thành Trung. Huỳnh Tấn Sinh. Cú nhà bóng của Đinh Thanh Bình. Quang Hải. Văn Hậu bên góc trái. Và Văn Hậu. Quang Hải, Văn Hậu. Cho đến lúc này thì hàng thủ của Indonesia đã làm rất tốt công việc của mình. Họ tỏ ra thông hiểu cách đá của U23 Việt Nam. Đặc biệt ngăn chặn hiệu quả những miếng tấn công bên phía góc trái của đội bóng áo trắng. Quang Hải, Triệu Việt Hưng. Đinh Thanh Bình.
khép lợi thế. Indonesia có một cơ hội phản công nhưng có vẻ như sẽ không có bất ngờ. Hồ Tuấn Tài, đây là Quang Hải. Cho đến điểm này, bộ đôi trung vệ của Indonesia Nurideas và Nugroho đều đã chơi rất tốt. Vừa có một thẻ vàng được rút ra dành cho Thành Trung. Đó là tình huống mà Thành Trung đã phạm lỗi bên phần sân đối phương, nhưng trọng tài đã không can thiệp để cho cầu thủ Indonesia được hưởng phép lợi thế. Hoàng Đức pha đi bóng quen thuộc. Đường chuyền của Thành Trung, Lâm Văn Hậu. Đến lúc này thì những cầu thủ được chờ đợi của hai bên đều không chứng tỏ được nhiều. Trận đấu dừng lại với kết quả hòa thì đó sẽ là kết quả đều đem đến sự bất lợi cho cả hai đội U23 Việt Nam lẫn U23 Indonesia trong cuộc cạnh tranh. Sự thay đổi người cuối cùng của ông Quang Sô, vào sân là Trần Danh Trung. Trần Danh Trung là tiền đạo của câu lạc bộ bóng đá Huế. Danh Trung vào sân thay cho Đinh Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình vào sân thay người nhưng bây giờ đã lại rời sân. Ông Quang Sô vẫn quyết giữ Hà Đức Chinh. Danh Trung là người đã ghi bàn ở giải 22 Đông Nam Á. Và sau khi vào sân thì cầu thủ này mang theo một chỉ thị của thầy Park Hang-seo cho Quang Hải với một mẩu giấy. Cú sút của Quang Hải. Trong một ngày thi đấu mà cảm giác tốt nhất không đi cùng cầu thủ của U23 Việt Nam, sai số trong những lần chạm bóng là tương đối nhiều. Mới chỉ có một cú đá đi trúng khung thành của Quang Hải, đó cũng là một quả đá phạt, nhưng ở tình huống đó, vị trí mà trái bóng đi vào vẫn là vị trí còn có quá nhiều cơ hội cản phá cho thủ môn đối phương. Vừa có sự thay đổi người cuối cùng bên phía Indonesia. Người mới vào sân là Dimas Drazat. Hoàng Đức, bóng chuyền ra sau lưng hậu vệ đối phương.
Pha phạm lỗi là của Ramdani. Pha phạm lỗi là của Đoàn Văn Hậu. Chúng ta vừa chứng kiến pha che bóng đầy cảm giác của Quang Hải. Rất tiếc là Văn Hậu đã phạm lỗi. Trên hàng tấn công U23 Việt Nam lúc này, cầu thủ gốc Huế Trần Danh Trung mới vào sân, là người rất trẻ. Trần Danh Trung mới 19 tuổi. Tất cả chúng ta đều hy vọng đội Việt Nam sẽ làm được một cái gì đó ở những phút còn lại. Phút thứ 84 và tỷ số vẫn đang là 0-0. Manua. Trọng tài thừa phạt đội Việt Nam. Trọng tài đã phạt Triệu Việt Hưng. Thẻ vàng dành cho Nugroho, đội trưởng U23 Indonesia. Đứng trên bóng là Ramdani. Cú đá không chuẩn xác. Nếu như trận đấu của chúng ta đang chứng kiến khép lại với tỷ số hòa, và ở lượt trận cuối cùng U23 Việt Nam vượt qua Thái Lan, thì chúng ta dẫn đầu ở bảng K. Theo thể thức thi đấu thì yếu tố đầu tiên xét đến khi bảng điểm nhau sẽ là đối đầu. Manua. Pha phạm lỗi. Đoàn Văn Hậu.
đúng là bóng đá trẻ luôn, gắn với sự không ổn định. Một đội Indonesia thua tan tác Thái Lan nhưng hôm nay đã chơi đầy khó chịu trước cầu thủ Việt Nam. Đoàn Văn Hậu chuyền vào, phối hợp không thể dứt điểm. Pha can thiệp vừa rồi là của Đình Trọng. Bóng đã bên ngoài sân. Pha phạm lỗi. Pha phạm lỗi xứng đáng phải nhận thẻ của Hồ Tấn Tài. Nhiều trọng tài sẽ rút thẻ đỏ thì đúng vừa rồi. Quả phát bóng cho UEFA Việt Nam. Nếu không thể có bàn thắng trên trận đấu này thì đội tuyển UEFA Indonesia gần như không còn có hy vọng. Vị trí đầu bảng sẽ không thuộc về họ. Và vị trí thứ 2 nhiều khả năng cũng sẽ chẳng giúp được gì cho đội bóng này. Giành quyền đi tiếp, một cơ hội, Hoàng Đức. Lần thứ 2 trong trận đấu này Hoàng Đức thực hiện cú dứt điểm bằng chân trái sở trường. Cú đá rất quyết đoán nhưng ở góc quá hẹp và độ chuẩn xác thì cũng không phải ở mức độ tốt nhất. Điều đáng khen nhất là tình huống đột phá này. Với góc máy vừa rồi thì chúng ta có thể hiểu được tại sao Nguyễn Hoàng Đức lại lựa chọn giải pháp dứt điểm chứ không phải là một đường chuyền. Trước mặt anh đang là một loạt các cầu thủ áo đỏ, tìm ra được một kẽ hở để dứt điểm không để thực hiện đường chuyền là không hề dễ chút nào. Tình huống tiếp theo là của Hà Đức Chinh. Những nỗ lực cuối cùng của cầu thủ Việt Nam. Hiệp 2 có 4 phút bù giờ. Khá mạch lạc. Hàng phòng Indonesia vẫn đang chơi rất kiên cố. Pha can thiệp của Đình Trọng. Vẫn là Đình Trọng giải nguy. Bình tĩnh giữ bóng lại. Mất nhịp. Vẫn còn. Pha phạm lỗi của Nugroho. Nugroho đã phạm lỗi với Danh Trung. Cầu thủ vào sân 20. Danh Trung là cầu thủ gốc Huế, tuy nhiên đào tạo từ nhỏ ở trung tâm đá Viettel. Bây giờ thì mới là một cơ hội thực sự dành cho Quang Hải. Góc sút đã lớn hơn rất nhiều và cự ly khoảng gần 20m này mới là cự ly ưa thích của số 19. Chúng ta hy vọng một đường cong thật là đẹp, chính xác sẽ lại được vẽ một lần nữa từ phía chân trái của Quang Hải. Các thủ Indonesia chắc chắn cũng đã biết đến tài đá phạt của Quang Hải.
có thể coi đây là cơ hội cuối cùng. Đến bây giờ Quang Hải mới có một tình huống thực sự là vào bóng ruột của anh. Quang Hải, bóng đập hàng rào, sút tiếp, vẫn còn, chuyển vào trong. Những giây cuối cùng của trận đấu. Và tưởng rằng chúng ta đã không còn cơ hội sau pha đá phạt không thành bàn của Quang Hải. Nhưng bây giờ tất cả đã có niềm vui. Bàn thắng đến rất đúng thời điểm và có lẽ không còn thời gian để gỡ nữa dành cho Indonesia. 1-0 cho cầu thủ Việt Nam. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã thành công sau rất nhiều công sức. Một tình huống bóng bầu và người ghi bàn là Triệu Việt Hưng. Chúng ta vẫn cần phải có thêm một chiến thắng nữa để giành ngôi nhất bảng và giành quyền đi tiếp. Những bàn thắng này thực sự là rất quan trọng. Nó đem đến sự tự tin, nó củng cố thế đá của chúng ta cho trận đấu cuối cùng gặp Thái Lan. Việt Hưng trở thành cầu thủ đầu tiên của U23 Việt Nam ghi được 2 bàn thắng tại vòng loại. Hy vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt dần lên. Một trận đấu nhọc nhằn và khách quan mà nói, Việt Nam xứng đáng có 3 điểm ngày hôm nay. Chúng ta có thể có những lúc khó khăn, tuy nhiên các chỉ số đều nghiêng về U23 Việt Nam. Và như vậy là thời gian của trận đấu đã hết. Ông trọng tài người Qatar Ali Anaba đã đổi tiếng ngoài mãn cuộc. Có thể thấy được sự thất vọng của huấn luyện trưởng đội Indonesia, ông Indra Syafri. Ngược lại là niềm vui khôn tả của cầu thủ Việt Nam cùng với đông đảo cổ động viên trong cả nước. Chúng ta đã nhọc nhằn và cuối cùng đã có thắng lợi